Mới đây tại Hà Nội đã diễn ra triển lãm quốc tế ngành công nghiệp dệt may, thiết bị và nguyên phụ liệu Hà Nội Tech 2019. Triển lãm do Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Hiệp hội Dệt may Việt Nam phối hợp với Công ty Triển lãm Cổ phần Hồng Kông tổ chức. Triển lãm có sự tham gia của 179 nhà cung ứng đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới như Mỹ, Anh, Đức, Ý, Trung Quốc, Italia, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ. Phát biểu tại triển lãm, Thứ trưởng Bộ Công Thương Qua Quốc Hưng cho biết, thời gian qua, ngành dệt may đã chứng tỏ vai trò ý nghĩa của mình trong giải quyết việc làm, an sinh xã hội, đóng góp nguồn ngoại tệ lớn và khẳng định tên tuổi trong nền kinh tế xã hội của Việt Nam và thế giới. Hiện nay, Việt Nam đứng thứ 3 về xuất khẩu dệt may trên thị trường thế giới, với giá trị xuất khẩu năm 2018 đạt trên 36 tỷ đô la Mỹ và ước tính năm 2019 đạt 40 tỷ đô la Mỹ. Theo ông Lê Tiến Trường, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Hà Nội Tech 2019 sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp dệt may Việt Nam có cơ hội giới thiệu, tìm hiểu, lựa chọn thiết bị có trình độ công nghệ hiện đại thân thiện với môi trường, được sản xuất từ các nước công nghiệp tiên tiến. Đây cũng là cơ hội thuận lợi để các tổ chức, doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực tài chính, đầu tư, sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước gặp gỡ đối tác, quảng bá thương hiệu, tìm kiếm bạn hàng, mở rộng thị trường và xây dựng chiến lược đầu tư hợp tác lâu dài.